Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị concept để chụp hình. Mà bây giờ tôi phải dời cái đèn lên mới được, hướng đèn nó bị không được đẹp lắm. Hướng đèn không bị đẹp, mình bắn đẹp. Hướng đèn tối lên 380 độ. Ok, được hơn rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ cắm bánh nha. Cắm cái bánh này vô. Bây! Đâu đang xóa cho em nha. Bây giờ mình sẽ cắm cái chữ Happy Birthday này vô nha. Nhìn nó kỳ quá mọi người. Cái này là cái bánh mình lấy của cái bánh kem hồi trước bố sinh nhật của bố mình đó, tận dụng lại, nhưng mà chợt nhận ra rằng là cái bánh bố mình á là nó to với lại nó ấy hơn, nên là mình sẽ mà dịch ở nhà không có nến hình số 14 rồi, mẹ mình chơi lấy logo xếp ra số 14 rồi mọi người. Vẩy nước ra. Bơi. Đang nói rồi nha, xóa cho em á. Mấy con mặt tiếng nào. Cây cục đúng gì như con cứt. Ok. Em mà nó mới ồn ào á mọi người. Nó coi tivi á. Nên tôi kêu nó im lặng xíu. Giờ tôi sẽ cắm nha. Số 1 và số 4. Ok, đẹp luôn. Còn cái happy birthday này, bye bye happy birthday này luôn nha. Dạ.
cho. Cái chân đẹp mà lại lấy đi. Vô đây với Đăng Bi. Qua với Đăng nè. Nhanh lên. Xóa game. Không, nếu không chị tôi phải tải cho tôi cái game mà chị nghĩ. Đăng sẽ không bao giờ tải luôn. Nếu ok, vậy đây là thành quả sinh nhật tự làm bánh kem của tôi. Cũng được nhỉ. Ồ, xích gần lại. Xích gần lại nào. Trời ơi. Thấy được không? Tôi thấy cũng được được đó mọi người. Yeah. Ok, vậy đây là thành phẩm bánh kem tự làm sinh nhật của tôi tuổi 14 nha mọi người. À thì á, tôi sẽ giới thiệu sơ sương nha. Đây là cái Lego. À, mẹ tôi xếp á mọi người, mẹ tôi thương tôi dữ lắm. Xong rồi á, tại vì không có nến đó mọi người, dịch mà. Không, thực ra cũng mua bánh kem được á, nhưng mà tôi thích tự làm. Nên là mẹ tôi đã sáng tạo lấy Lego của tôi xếp ra hình số 14. Rồi cái kem này á thì là tôi mua. Nói chung á là cái phần bánh là tôi làm cực nhất. Mà mấy cái cớm trang trí nữa nhìn chơi nó đẹp á mọi người. À, vậy là tuổi sinh nhật 14 của tôi ha ha. Ok, nếu mọi người thấy hay mọi người hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Một like nha. Ok, bye bye mọi người. Lại đây chụp với Đăng Bi. Đăng xóa game nha. Là mọi người mình lĩa hình như tôi chỗ chơi giỏi vậy bay nhưng mà khoan